mạng là ảo nhưng ở tù là thật nha quý vị. Cho nên quý vị thấy không, đừng bao giờ nghe kẻ khác dẫn dắt. Rồi khi lâm nạn á, có thằng nào con nào vô chịu đựng giùm mình không? Hay là bản thân mình, cha mẹ mình, chồng vợ mình, con cái mình, thanh danh của mình bị những cái tụi phản động á, nó chôn vùi trong một nốt nhạc. Cho nên tôi nói á, để cho mấy em trẻ sau này á, thương cô Hằng, yêu cô Hằng là phải yêu nước, phải đoàn kết, phải bảo vệ đất nước của mình. Đó là những con người sống chính nghĩa đó, không cần đóng góp nhưng đừng phá hoại. Quý vị quên một điều rằng tôi có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ não để tôi đấu những cái cuộc đấu mà gọi là lịch sử luôn. Một mình tôi chấp hết, chấp tất cả. Vì sao quý vị có biết không? Vì tôi không giống như họ nói. Danh chính thì ngôn thuận, cho nên tôi nói những cái gì tôi nói rất thật. Mà tìm ra một cái dối trá của tôi tìm không thấy. Đi dạch lông đếm cũng không có luôn. Cho nên đó, tại sao tôi vẫn ngời ngời và tôi vẫn làm chủ cuộc chơi. Cái quan trọng là mọi người nhìn thấy rằng là tôi là người yêu nước, thương dân, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Còn những cái lời lẽ của những người lên á mà nói những cái kiểu đó, nó thật với quý vị vứt.